Hai, xin chào chị các bạn. Hôm nay shop em lại về thêm Galaxy. Đây là hàng zin nguyên bản nha chị các bạn. Đây là vỏ zin luôn. Rất là đẹp. Kiếm mãi lắm mới được một lô này thôi nha chị các bạn. Không thể nào có thêm. Hàng này là xài khỏi chơi. Riêng là GWD là không có cửa với là Galaxy nha chị các bạn. Đây. Imagine. Cái dòng này á, nếu mà đúng tính ra đó, nó nghe gọi lớn lắm. Chuông nó lớn mà âm thanh loa trong cũng lớn nữa. Còn hàng NGWD hiện tại á, thị trường bây giờ là chỉ hàng thay vỏ vài trăm ngàn nhưng mà xài rất là mau chán. Còn Lexit là xài rất là ok. Rất nhiều người đang tìm nó. Nhưng mà tại vì thị trường là không có nhiều cho nên rất là hiếm và sắp em nó về được nhiêu đây cuộc là cũng thuộc hàng hiếm rồi đó. Anh chị nào mà đang tìm hay là đang có nhu cầu thì kênh tranh thủ qua đi nha, một lô này không còn ở đâu, chỉ một lô là duy nhất. Hàng zin bấm phím rất là đã, rất là êm ái, rất là thoải mái. Còn mấy cái hàng NGWD bây giờ á là thay vỏ cho nên mình bấm phím á nó chán lắm. Như là cái âm thanh của NGWD bây giờ nó nhỏ lắm, tại vì biết sao, cái vỏ thay, cái miếng lưới, cái miếng mút ở trong loa, bộ loa trong á nó bị tháo ra hết trơn rồi cho nên âm thanh nó không còn lớn nữa. Máy này cầm chắc tay, cứng cáp đó. Anh chị nào có nhu cầu thì cứ qua mua nha, địa chỉ bên em qua test thoải mái, qua bỏ sim vô nghe gọi rồi nào ok lấy. Hôm nay bệnh rồi, thêm tiếng nó hơi, nó giọng kỳ quá. Ok, cảm ơn chị xem clip.